Bạn đâu nhu cầu mua ARK Liên Quân, ARK Free Fire, thử vận may uy tín giá rẻ, ghé ngay shopriaki.vn, shop hợp tác chính thức duy nhất với Riaki ở mình, shopriaki.vn, cực uy tín, giá siêu rẻ. Ok, xin chào anh em đã quay trở lại với Riaki ở mình. Hôm trước thì mình đã có làm video top 10 những skin xe thể thao mà anh em yêu thích nhất, đấy, đẹp nhất. Thì hôm nay chúng ta theo yêu cầu rất nhiều bạn, chúng ta hãy cùng nhau đến với top 10 skin xe máy, đấy, chắc chắn là phải đến top 10 thôi. Ok, ở vị trí top 10 mình sẽ để đó là xe mô tô CR7. Đấy, lý do vì sao mà chúng ta để quả xe mô tô CR7 này, hay là cái tên trong game nó là mô tô tương lai, thì đây là một trong những chiếc xe gắn với rất nhiều kỷ niệm của anh em game thủ Free Fire. Một trong những chiếc xe mà đầu tiên đấy mà nó được đưa lên một cái đoạn phim ở trong Anna Free Fire với quả xe rất chất đến từ Chrono. Bên cạnh đó ấy, thì cái xe này, cái thời mà Chrono ra mắt ấy, thì đây cũng là một trong những cái phần quà mà có lẽ là nhiều anh em thích nhất. Đấy, hồi đấy tôi nhớ là đấy là giai đoạn đỉnh cao của Free Fire ấy, thế nên là ai cũng thích cầm xe vào trong game lái. Đấy, ai cũng thích cầm xe trong game lái. Và rõ ràng là lúc đó thì khi mà cái số lượng skin xe nó còn hạn chế, thì cái skin xe Chrono nó gây rất nhiều ấn tượng với bốn cái tia lửa nó phóng ra từ phía đằng sau. Và cái xe Chrono này chắc chắn vẫn là một trong những xe cực kỳ đẹp, không chỉ là về mặt ngoại hình mà còn đẹp ở trong lòng của những người chơi. Đấy, chắc là những người chơi mà lâu năm ở Free Fire thì không ai là không từng lái chiếc xe Chrono này. Cái vị trí thứ 9 chúng ta sẽ đến với chiếc xe máy rực lửa, một phần quà nằm trong cái hộp độc quyền. Ngày xưa ấy, cái hộp độc quyền ở Ghana Free Fire mở rất khó ra. Sau này thì bên Ghana Free Fire chỉnh sửa lại tỷ lệ thì chúng ta mở ra những cái quà này nó tốt hơn. Ngày xưa khi mà cứ mua thừa số lượng ở thẻ vô cực so với cả cái mốc cuối cùng của thẻ vô cực ấy, thì chúng ta sẽ có cơ hội được sở hữu chiếc xe này. Và thời đấy thì ai mà có chiếc xe này, tôi phải nói là bố các loại bố luôn. Cái xe này ấy, thì họa tiết lên thân của nó sẽ là hình một con rồng. Đấy, hình một con rồng hay một con khủng long gì đấy đang lao tới, trông rất đẹp. Và đây cũng từng là một trong những cái đồ hiếm bậc nhất trong Ghana Free Fire. Cái thời đầu không có nhiều người có thể mở ra chiếc xe này ở trong cái hộp độc quyền đâu. Đấy, thế nên là những cái bạn nào mà ngày xưa thời 2020 mà mở ra được quả skin xe này, tôi nói với anh em là anh em đỉnh của chóp luôn, nhân phẩm anh em phải gọi là vô cực luôn. Đến ngày nay thì chiếc xe này vẫn rất là đẹp với cái hiệu ứng bốc lửa trên cái bánh của nó, và đây vẫn là một trong skin xe được coi là đẹp bậc nhất trong ngày là Free Fire, có hình hẳn của khủng long bạo chúa luôn ạ. Và đỉnh của chóp luôn. Chiếc xe thứ 3 là một chiếc xe mình không nhớ chiếc xe này có được free không, nhưng hình như là được free, là chiếc xe máy băng tâm. Đấy, chiếc xe băng tâm này ấy, không nhiều người để ý, nhưng nó là một skin xe có chỉ số. Đấy, nó là một skin xe có chỉ số, và chiếc xe này ấy, hiệu ứng trông rất đẹp và tinh tế. Đấy, hiệu ứng của nó sẽ là hình một con sói, một con cáo tuyết gì đấy, và nó sẽ có những cái giải sáng led đấy nhấp nháy ở viền chiếc xe. Phải nói rằng thì đây là một trong những chiếc xe tương đối đẹp. Đấy, tương đối đẹp và nhã nhặn. Đấy, nhiều anh em không để ý đâu, nhưng đây là một chiếc xe khá đẹp, và chưa kể chỉ số nó lại khá ngon. Và quan trọng nhất là nó cũng là hàng free. Hàng free nhưng mà lại có chỉ số. Hàng free nhưng mà lại có chỉ số. Mình không biết là cái xe này trước là nạp thẻ được nhận hay là làm nhiệm vụ được nhận, nhưng mà mình chỉ nhớ là mình đã nhận chiếc xe này mà không mất tiền. Đấy, không mất tiền thì sao ạ? Thì mình cứ xây tự nhiên thôi. Đấy, quá ngon, quá ngon luôn. Ok, chúng ta đi qua là ba chiếc xe rồi, và bây giờ chúng ta đến chiếc xe thứ tư ở vị trí top 6, cũng là một chiếc xe ở vị trí top 7 chính xác hơn, vẫn là một chiếc xe gắn với rất nhiều kỷ niệm của anh em. Đây là chiếc xe đầu tiên xuất hiện ở trong một hành động ở trong Ghana Free Fire, đó chính là chiếc xe hỗn mang. Chiếc xe mô tô hỗn mang này nó chính là một trong những cái vật phẩm nằm trong cái sự kiện mà ra mắt đồ huyền thoại đầu tiên trong Ghana Free Fire, đó chính là bộ đồ hỗn mang, bộ đồ mãng xà nổi loạn anh em. Thì cái xe này ấy cũng là một trong những cái xe đầu tiên mà bên Ghana Free Fire thay đổi về cái hình dạng của nó. Hình dạng nó thì nhiều anh em bảo trông nó giống con kiến, nhưng mà thực tế là hình dạng của nó đúng ra là của một hình một con mãng xà. Nếu mà chúng ta nhìn kỹ vào thân của cái xe ấy, chúng ta sẽ thấy là những cái họa tiết theo kiểu vẩy mãng xà trông khá đẹp. Và đây cũng là một trong những cái xe rất đặc biệt khi mà cái bánh của nó sẽ sử dụng một cái bánh màu đỏ trơn. Và cái form xe ấy, cái dáng xe nó cũng nhỏ hơn so với xe thể thao bình thường. Thì ngày xưa ấy, nhiều người thích đi xe này vì xe này khi mà đi mà mang theo missile khó bị bắn trúng hơn so với mấy cái xe thể thao cồng kềnh, mấy cái xe mô tô cồng kềnh bình thường. Ở vị trí top 6 chúng ta sẽ đến với chiếc xe mô tô huyền bí, và xe thần bí ấy, huyền bí gì đấy. Đây cũng là một cái xe khá đẹp và một trong số ít những cái xe mà có hiệu ứng ở trên bánh xe. Cái xe này chúng ta sẽ có một cái hiệu ứng khói ở trên bánh xe
trông khá đẹp. Về cơ bản thì chiếc xe này trông tạo hình khá là giống so với xe thể thao hỗn mang, mà dù vậy nó có một chút sự hầm hố hơn. Thế xe này nó cũng ra mắt ở trong cái giai đoạn của cái sự kiện Beat Z. À không, cái xe này ra mắt ở trong sự kiện Rampage, nếu mà tôi nhớ không nhầm. Đấy, thực ra bây giờ tôi cũng chả nhớ nó ra ở trong sự kiện nào nữa. Nhưng mà chiếc xe được một cái rất là hay là cái hiệu ứng trên bánh xe nó nhìn rất đẹp và bắt mắt. Đây là một trong những chiếc xe mà thời nó mới ra thì nhiều anh em rất là thích đi. Và chiếc xe này cũng có những cái hiệu ứng phải nói rằng là nó cực kỳ bắt mắt luôn. Thực ra thì cũng có một vài chiếc xe khác sau này cũng làm giống như xe này, ví dụ cái xe cơn lốc Hải Lam ấy. Tuy nhiên thì mình vẫn thấy là cái form của cái xe thần bí này vẫn là một trong những cái form mà nó đáng để cho người chơi sở hữu nhất. Nếu anh em đang có nhu cầu mua các loại phụ kiện để chơi FIFA, chơi Liên Quân, chơi các tựa game khác trên di động, đừng quên ghé qua Riaki Store HN, Riaki Store HCM trên Shopee nha. Ở trên này đang bán rất nhiều các mẫu tai nghe cách âm chống ồn, có mic rời tai nghe giúp chúng ta chơi FIFA, chơi Liên Quân tốt hơn. Bên cạnh đó đang vẫn có khuyến mãi, đó là mua một tai nghe tặng ngay một con mini Lego số lượng có hạn. Khuyến mãi này sẽ kết thúc sau khi mà số lượng mini Lego hết hàng nha anh em. Ok, chúng ta cùng nhau chuyển qua vị trí thứ 5 ở trong cái bảng xếp hạng này. Đây là xe thể thao, xe máy và quái xế xanh lá, một chiếc xe mà không có nhiều người để ý cho lắm. Cái xe này ấy, tạo hình của nó là sự tạo hình lai giữa phong cách hầm hố ở cái phần nửa thân trên của xe và phong cách gọi là thể thao nhỏ gọn ở phần thân dưới. Cái xe này trông như vậy thôi nhưng mà cái bánh xe nó rất là đẹp. Đấy, anh em nhìn thấy không? Cái bánh xe nó cũng rất là đẹp nhá. Cái xe này hình như là cũng được tặng free. Thực ra mình không nhớ là có xe nào mà phải mất tiền để mua hay không. Đấy, cái xe thể thao xanh lá này phải nói rằng là một trong những chiếc xe rất đẹp và hài hòa, chưa kể là màu sắc của nó cũng rất bắt mắt so với cả những cái xe khác trong Gala FIFA. Đấy, chúng ta nhìn thấy là cái bánh xe của nó rất là đẹp luôn. Và trông đơn giản như vậy thôi nhưng thực ra nó vẫn có hiệu ứng xe gió. Đây, các bạn nhìn thấy nhá, ở cái phần bánh xe này, đấy, ở cái phần cái phanh đĩa của bánh xe ấy, nó vẫn có hiệu ứng xe gió ra đằng sau và giúp cho chúng ta có những cái màn lái xe nó phải gọi là hết nước chấm. Ok, ở vị trí top 4 ở trong cái video này sẽ là xe mô tô BTS. Đấy, nhiều bạn bảo là ui cái xe nó làm gì hiệu ứng gì đâu mà vẫn được xếp hạng cao như thế. Thì cái xe này ấy, một cái điểm hay của cái xe này đó chính là cái xe này nó có một tạo hình khác biệt so với những cái xe khác. Nhìn cái xe này nó giống cái xe máy ngoài đời nhất. Đấy, đây chính là cái xe mà nhìn giống xe máy ngoài đời nhất trong Gala FIFA. Nhìn giống hết mấy con Kawasaki, mấy con gì đấy. Tôi không phải một người am hiểu lắm với xe máy. Đấy, nhưng mà cái xe này phải nói rằng nó rất giống một cái xe ở ngoài đời. Và thực sự thì đây là một xe đẹp. Thực sự đây là một cái skin rất là đẹp. Chỉ tiếc là giá như mà nó có thêm một vài hiệu ứng nữa. Đấy, một vài hiệu ứng chạy mà nó ra nhạc hay cái gì thì nó sẽ ok hơn. Nhưng mà thôi, quà free thì chúng ta không thể đòi hỏi gì nhiều. Cái xe này rất thích hợp cho anh em mà đi chở bạn gái đi chơi trong game. Đấy, trông nó rất giống xe ngoài đời. Đấy, và đây là một trong lý do vì sao mà đây là một trong chiếc xe cá nhân mình đánh giá là nó rất đẹp trong Gala FIFA. Đấy, trông rất đẹp luôn. Nó có tên là ID 250. Đấy, 250 phân khối ạ. Tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với một chiếc xe trông rất chiến. Đây chính là chiếc xe bóng ma xanh lục của Zero. Chiếc xe này xuất hiện ở khi mà Zero mới ra mắt trong Gala FIFA, cũng như xuất hiện trong cái bộ phim về Zero và Tatsuya. Đây là một chiếc xe nhìn rất chiến và đây là một chiếc xe mà bên Gala họ đã thiết kế rất là kỹ để phù hợp với cái phong cách của nhân vật Ciro Garcia, một nhân vật đến từ cái thành phố New Dawn ở trong vũ trụ Gala FIFA. Và đây là một trong những cái xe mà nó có mang đậm cái chất của cái vũ trụ của con game này. Đấy, ví dụ như những cái xe khác làm giống ngoài đời thì cái xe này ấy, nó đúng là một cái phương tiện di chuyển mà những người chơi, những cái nhân vật ở trong cái vũ trụ của Free Fire họ thực sự là họ lái chiếc xe này. Cái xe này nó sẽ có những cái hiệu ứng nó hơi lòng ngoằng, hơi hiệu ứng kiểu phá cách. Đấy, đi xe trông rất chiến. Cái xe này khi mà chúng ta đi ấy thì hai cái tay lái của chúng ta ấy, hai cái tay cầm ra nó sẽ cao hơn so bình thường và nó nhìn trông rất là chiến luôn. Ok, ở vị trí top 2 chúng ta sẽ là một chiếc mô tô chưa ra mắt ở server Việt Nam. Đó là mô tô Quỷ Vương. Đây sẽ là chiếc xe sẽ đi cùng bộ với cả AN94 tiếng hét ác quỷ. Và đây là chiếc mô tô mà những anh em nào mà thích phong cách hầm hố ấy thì chắc
chắn không thể bỏ qua chiếc xe này. Xe này nó sẽ được bao phủ bởi một bộ xương đấy, một bộ xương quỷ. Và cái xe này vì nó tên là Quỷ Vương mà đấy, nhưng mà cái xe này nó đang có một vấn đề, đó là anh em có thể để ý là cái bánh trước nó đang không xoay đấy, cái bánh trước của xe đang không xoay đấy, nó hay gọi là cu đơ đấy. Đấy, nhưng mà phải nói rằng đây là một chiếc xe nhìn rất chiến đấy, trông cực chiến luôn. Lái xe này đi ngoài đường phải gọi là bố các loại bố, không thể nào mà chê vào đâu được. Một chiếc xe cực chiến ở trong Ana Free Fire, và chắc chắn là nó cũng sẽ sớm ra mắt server Việt Nam thôi, nó cũng sẽ free. Chiếc xe này thì cái tạo hình nó khác hoàn toàn chiếc xe khác ở trong Ana Free Fire từ điểm hiện tại. Ok, ở vị trí top 1 cũng là một chiếc xe mà chưa ra mắt server Việt Nam, đó là mô tô siêu trộm. Xe này là cái xe mà nó cũng có một tạo hình khác biệt so với ở những cái xe khác. Bên cạnh đó ấy, thì nó cái bộ này là cái xe đi cùng với cái bộ đồ siêu trộm, cái bộ đồ mà đạo trích neon ấy. Nhưng mà không biết là sao Việt Nam chưa ra. Cái xe này nó sẽ có hai cái mặt của đạo trích ở hai bên hông của cái bình xăng. Bên cạnh đó thì ở phía đằng sau là bốn quả ống bô xả khói đỏ liên tục. Đấy, xả khói đỏ liên tục. Ui, đứng đây hơi ho, đứng đây hơi đau họng rồi. Ok, và anh em thấy chiếc xe đỉnh không? Đây là cái xe mà hiệu ứng của nó có thể coi là bắt bực nhất trong Ana Free Fire. Lái xe này đi ở trong game, đảm bảo là 10 cô thì 9 cô thích các bạn luôn. Đấy, đỉnh thật sự luôn. Đây là một chiếc xe mà cá nhân mình đánh giá trông nó rất đỉnh, trông nó rất chiến. Nhưng vì một lý do nào đó mà nó cũng chưa bán server Việt Nam, thì hy vọng là server Việt Nam sẽ sớm ra mắt hai cái mô tô siêu trộm và cái mô tô Quỷ Vương này, để cho anh em có thể được trải nghiệm nha anh em nhá. Quá chất luôn. Ok, và đó là top 10 những cái skin xe mô tô. Anh em còn nhớ còn skin xe mô tô nào ngon thì đừng quên comment phía dưới video này nha. Còn bây giờ xin chào, hẹn gặp lại anh em trong những video lần sau. Đừng quên like, subscribe kênh của Ria Gaming nha. Bye bye.